Những ngày qua, mưa phùn kéo dài khiến độ ẩm không khí tại Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc luôn duy trì ở mức cao, gây ra tình trạng nồm ẩm. Điều này không chỉ khiến cuộc sống người dân có nhiều xáo trộn, mà còn là một trong những nguyên nhân khiến số trẻ em mắc các bệnh về đường hô hấp tăng cao. Những ngày qua, số bệnh nhân tới khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương tăng cao so với ngày thường. Số trẻ tới khám tập trung nhiều ở nhóm bệnh viêm phổi, hen, nhiễm khuẩn, hô hấp trên. Nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, phải thở oxy kèm theo các triệu chứng như sốt cao, ăn kém, bỏ bú. Em bé nhà mình bị đi ngoài sốt và ho. Vâng. Và cho bé đi khám vào đây thì bé lúc đấy là bé bị bác sĩ khám bé là nói bé bị viêm phế quản bắt đầu vào phổi. Do thời tiết nó cũng đang giao mùa chuyển mùa này. Thì trời mưa thì bé bị đi ngoài thì bác sĩ nói là đường hô hấp của bé kém do bé cũng là sinh mổ. Đấy, và sau đó là vào đây bé điều trị ở đây đã được 1 tuần rồi. Vâng, hiện tại bây giờ tình trạng sức khỏe của bé cũng đã khá hơn nhiều, bé đang dần bỏ oxy, không phải thở oxy nữa. Bệnh mới đầu thì nó chỉ khó khè mũi, là nó hơi lọc sọc đờm, là hơi ho một chút. Xong rồi đưa ra khám thì cái thời tiết bây giờ nó lâu khỏi hơn là cái trời nắng. Khám mới đầu thì nó cũng đỡ đỡ rồi, nhưng mà xong rồi mấy hôm thay đổi tiết nó lại bị lại, nó lại ho lại. Thời tiết nồm ẩm như hiện nay là môi trường lý tưởng cho virus sinh sôi phát triển, là những tác nhân khiến trẻ đổ bệnh. Với những trẻ có cơ địa dị ứng, bị hen phế quản, rất dễ lên cơn hen do tác động của không khí ẩm, lại thêm tác nhân nấm mốc ở ngay trong nhà. Đặc biệt là nhóm trẻ dưới 5 tuổi, do sức đề kháng, miễn dịch kém nên rất dễ mắc các bệnh về hô hấp. Với những cái ngày này thì khi mà trẻ có các cái dấu hiệu về các cái bệnh đường hô hấp thì có khởi phát có thể như là sốt này, ho hay là ăn kém, bỏ bú hay nôn chớ, đấy là những dấu hiệu trẻ đã bị bệnh, thì các mẹ nên cho con đi đến các cái cơ sở y tế để các bác sĩ thăm khám và kịp thời phát hiện các cái dấu hiệu nặng. Với các cái triệu chứng nhẹ thì có thể hướng dẫn ở nhà để chăm sóc cho con, còn với những cái bệnh nặng thì có thể kịp thời nhập viện để tránh cho cái bác khi đã nhập viện rồi thì đã cái tình trạng đã rất là nặng. Bác sĩ Hoa cũng khuyến cáo để phòng bệnh cho trẻ trong thời điểm này cần giữ ấm vừa phải, tránh bị nóng quá. Đồng thời tránh cho trẻ tiếp xúc với các nguồn lây như người bị sốt phát ban, viêm đường hô hấp, tăng cường sức đề kháng bằng ăn uống đủ chất dinh dưỡng, bổ sung hợp lý các vitamin và khoáng chất. Trước đó, Côn Đảo đã được tạp chí du lịch nổi tiếng Lonely Planet tôn vinh trong top 10 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á và top 5 hòn đảo hứa hẹn nhiều bí ẩn kỳ thú đối với khách du lịch trên thế giới do tạp chí Travel and Leisure bình chọn. Trong danh sách những hòn đảo yên bình nhất châu Á do CNN bình chọn,